Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Văn Nên lập băng đảng, Sài Gòn tháo chạy toán loạn, nguyên nhân vì sao? Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, dưới áp lực của Nguyễn Phú Trọng phải triệt hạ những quan chức cộm cán ở Sài Gòn, nên ông Nguyễn Văn Nên đã thành lập một ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở thành phố Hồ Chí Minh, gồm 15 thành viên do Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên làm trưởng ban. Theo như thông tin mà tiết lộ, vì tình trạng bất lực của Nguyễn Văn Nên nên ông Tổng vừa gây áp lực vừa bày mưu. Tránh tình trạng bị phản đối hoặc bị cô lập vì ông Nên nhận sứ mệnh từ Hà Nội vào để thanh trừng bộ máy chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, nên họ đã bàn nhau thành lập ban 15 người để cột chân những người này vào nhiệm vụ bắt buộc phải làm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên đã lập băng đảng của mình. Ông Tổng quả là cao thâm khi nghĩ ra cách này rồi buộc Nguyễn Văn Nên phải làm theo. Lập ra băng này với ông Nên là trưởng ban để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ông Nên, vừa giúp ông Nên xem ai có thái độ chống lại nhiệm vụ là xử luôn. Đó là cách thanh lọc bộ máy chính quyền rất hiệu quả. Có người nói rằng ông Nguyễn Văn Nên lập nên băng đảng này như là một chiến dịch trăm hoa đua nở, xem ai ngần ngại tố đồng chí hay ngần ngại xử lý đồng chí là xử lý ngay người đó. Hầu hết các thành viên trong băng đảng này đều thấy cây bẫy của ông Nguyễn Văn Nên giăng ra để gài. Hiện nay không khí nặng nề đang bao trùm nội bộ bộ máy chính quyền thành phố. Các hộ đang rủ tai nhau nghe để tháo chạy trước khi án trừng phạt do Nguyễn Văn Nên bổ xuống. Vào ngày 13 tháng 8, tờ báo Cà Phê Biz cho biết tại thành phố Hồ Chí Minh, do quá áp lực, hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc. Hiện nay đã có đến 6.000 cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc và khối sở, ngành thì sở xây dựng nhiều nhất với 23 người, thành phố Thủ Đức nhiều nhất khối quận, huyện với 40 người, lĩnh vực sự nghiệp, giáo dục nhiều nhất với hơn 2.400 người, y tế thì hơn 2.100 người. Nhiều người sợ bị dính sai phạm nên ai cũng ngó trước nhìn sau, không biết ai sẽ tố mình nên lo lắng và xin nghỉ luôn. Chuyện thành lập ban chỉ đạo này đã được quan chức và chính quyền thành phố đồn đoán nhiều tháng qua, nay đã trở thành hiện thực. Đây là hình ảnh các quan chức của Sài Gòn bỏ chạy tán loạn. Theo nhiều chuyên gia đánh giá thì ông Nguyễn Văn Nên nắm vào tầm quan chức cấp sở hoặc cấp quận huyện, còn cấp phường xã thì e rằng ông Nên không để ý. Tuy nhiên vì không khí nặng nề đang bao trùm nên ngay cả cấp cơ sở cũng hoảng mà bỏ việc. Có thể nói tình hình quan trường tại thành phố Hồ Chí Minh chẳng khác nào thời kỳ xét lại chống đảng. Ai cũng sợ, làm gì cũng sợ, không làm cũng sợ. Ông Nguyễn Văn Nên thành lập ban 15 người này hứa hẹn ông sẽ ra kỷ luật sắt đối với bộ máy chính quyền của thành phố. Ông Nguyễn Thành Phong đang là đối tượng để ông Tổng trút giận. Điều này càng làm cho Nguyễn Văn Nên không thể lơ là được. Trước mắt có thể ông Võ Văn Hoan sẽ là nạn nhân đầu tiên của nhóm này. Không biết ông Nguyễn Văn Nên có chạm vào được Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Lua hay không. Nếu chạm vào được thì có thể nói sự nghiệp chính trị của ông Nên sẽ lên như diều gặp gió. Còn nếu không làm được thì tam trụ ăn đất này xem ra ông Nên khó ăn, khó nói với ông Tổng. Cuộc chiến trong nội bộ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng khác nào cuộc chiến giữa các băng đảng với nhau. Họ dùng kỷ luật đảng để triệt hạ nhau, dùng luật pháp để bỏ tù nhau, thậm chí trừ khử nhau nếu có thể, kể cả đã vào tù. Đã có những cái chết bí ẩn, trong đó người dân cho rằng có màu sắc thanh trừng kiểu mafia, như cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh, cái chết của ông Phạm Quý Ngọ và cái chết của ông Trần Đại Quang, ông Trần Bắc Hà cũng vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên. Trong bề ngoài thì thành phố lớn nhất đất nước không có gì, nhưng bên trong thì được đấu đá rất quyết liệt. Sự mâu thuẫn giữa nhóm ông Tổng và nhóm ăn đất ở Sài Gòn vẫn đang rất căng thẳng. Có vẻ như ông Tổng vẫn đang bất lực. Nếu Nguyễn Văn Nên không làm được gì thì hai tượng đài tham nhũng này thì ông Tổng Trọng sẽ dùng chiêu gì đây? Đen hay đỏ để tiếp tục trừng phạt các quan chức ở thành phố Hồ Chí Minh? Chúng ta hãy đợi xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng đang tính dọn kho để hốt thêm người mới. Hai ủy viên trung ương
đang tim đập chân run. Thành phố Hồ Chí Minh từ sau đại hội lần thứ 73 của Đảng đến nay bầu trời rất u ám. Ông Nguyễn Phú Trọng đang quyết đi những nhân vật lãnh đạo thành phố có dây dưa ít nhiều đến nhóm lợi ích Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Cho đến giờ, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm được điều gì ba nhân vật cộm cán này. Có người thì cho rằng ông Tổng đánh anh không được thì quay qua triệt em. Đấy là bản chất của ông bao lâu nay. Ông Nguyễn Phú Trọng 5 lần 7 lượt muốn bắt cho được Lê Thanh Hải nhưng vẫn bất lực, nên đành bắt Lê Tấn Hùng để gỡ gạc. Việc triệt các nhân vật lãnh đạo có chút ân nghĩa với ông Lê Thanh Hải cũng là cách ông giận cá chém thớt, mà người chịu đòn mạnh nhất cho sự tức giận của ông Tổng chính là Nguyễn Thành Phong. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong đang đợi ngày phán xét. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đóng góp ngân sách lớn nhất cho cả nước. Nó chiếm tới khoảng 27% tổng thu. Nhưng lại đong đầy loạn, làm gì cũng sợ sai, sai nhiều khi không biết sai ở đâu, thậm chí không làm gì cũng có thể dẫn đến sai phạm. Một giai đoạn đang rất nghẹt thở, các lãnh đạo bảo khám, ra tòa liên tục thì làm gì có ai dám nghĩ, dám làm hay muốn đột phá. Không khí u ám bao trùm khắp thành phố này. Được biết, từ ngày 22 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và cựu Chủ tịch Nguyễn Thành Phong do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài sản, tài chính của nhà nước, xảy ra rất nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành bị xử lý hình sự. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể cũng đang đợi ngày phán xét. Trước đại hội đảng lần thứ 13 năm ngoái, ông Nguyễn Thành Phong có nhờ bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn ra gặp ông Tổng Trọng. Khi đó, ông Nguyễn Thành Phong đã trình bày nguyện vọng muốn tiếp tục ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa vì nhiều việc vẫn đang còn dở dang. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực vận động, Nguyễn Thành Phong vẫn phải ra làm Phó Ban Kinh tế Trung ương ở vị trí mà ông Đinh La Thăng đã từng ngồi nên bị coi là chiếc ghế chờ chạm. Như vậy là ông Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thừng từ chối lời van xin của ông Nguyễn Thành Phong. Và thực tế, Nguyễn Thành Phong cũng chỉ mới ra Ban Kinh tế Trung ương từ tháng 8 năm 2021. Việc điều chuyển nhân sự trong lúc Thành phố Hồ Chí Minh đang căng mình chống đại dịch đã cho thấy sự quyết tâm trảm tướng của Nguyễn Phú Trọng bất chấp tình hình xã hội đang rất cần ông cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm việc cho xong. Ông Nguyễn Phú Trọng đang dự tính đưa Nguyễn Thành Phong lên đoạn đầu đài xử lý cho dứt điểm, hoặc trông Phong về vườn, hoặc trông Phong vào trại như Đinh La Thăng là vấn đề nan giải của ông Trọng. Hiện nay cũng có ý kiến trong Bộ Chính trị cho rằng tội ông Nguyễn Thành Phong không quá nghiêm trọng nên việc bỏ tù ông Phong chưa chắc gì được sự đồng tình tuyệt đối trong Bộ Chính trị. Theo như Thời báo chấm D được biết, ông Nguyễn Văn Thể sẽ là nhân vật được cho là sẽ thay thế ông Nguyễn Thành Phong tại vị trí Phó Ban Kinh tế Trung ương. Nếu muốn vậy thì phải tống Nguyễn Thành Phong đi, và như vậy thì ông Phong sẽ đi đâu là câu hỏi đang được đặt ra. Ông được tại ngoại về hưu hay là sẽ vào tù? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang chơi trò mèo vờn chuột với Nguyễn Văn Thể và Nguyễn Thành Phong. Việc chạy trọt của ông Phong xem như bất thành, dù muốn chạy nữa thì vẫn không được vì ông Tổng đã quyết. Vấn đề là ông Nguyễn Thành Phong không biết bản thân của ông sẽ về đâu. Ông Tổng cứ chơi trò mèo vờn chuột, quyết làm Nguyễn Thành Phong cứ như muốn thót tim mỗi lần ông Trọng hô hào cho thêm củi vào lò. Sắp tới, ông Trọng sẽ xử lý và hai nhân vật đang run sợ đợi kết quả. Đó là ông Nguyễn Thành Phong và Nguyễn Văn Thể, chưa biết khi nào sẽ bị trảm đây.